Xin chào mọi người, em đến từ phòng dịch vụ NMS. Hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người một số tip hay trên iPad. Đầu tiên, chúng ta mở một ứng dụng bất kỳ. Sau khi chúng ta đã mở ứng dụng, hãy vuốt từ từ cạnh dưới lên để hiển thị thanh đốc. Chạm và giữ một ứng dụng trong thanh đốc, kéo ứng dụng đó sang cạnh phải hoặc cạnh trái của màn hình. Để tạo không gian bằng nhau cho cả hai cửa sổ, hãy kéo vạch chia nằm ở giữa màn hình. Để thoát khỏi chế độ chia màn hình, chỉ cần nhấn vào vạch chia ở giữa và kéo hết về một phía. Cách thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng công cụ Spotlight để hỗ trợ chia đôi màn hình. Đầu tiên, chúng ta vào chợ năng, vào mục cảm ứng, bật chế độ nút home ảo. Ngay trên tab tác vụ tùy chỉnh, chọn chạm 2 lần. Tìm mục Spotlight và chọn, sau đó quay trở ra màn hình chính. Chọn một ứng dụng bất kỳ, nhấn 2 lần vào nút home ảo để hiển thị Spotlight. Chọn một ứng dụng bất kỳ trên thanh tìm kiếm và kéo thả vào góc phải hoặc góc trái của iPad. Trên đây là hai cách để bật chế độ chia đôi màn hình. Clip đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Clip đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Hẹn gặp lại mọi người vào các tiếp sau. Xin chào và hẹn gặp lại.